Anh. Gì? Hôm nay có mấy câu đố này, anh trả lời đúng hết thì em sẽ cho anh cái này nhá. Được. Nào, điền từ vào chỗ trống nhá. Kare wa natto tabenai. Kesete. Được. Kono hon wa omoshiroku nai. Zenzen. Kono goro isogashikute hon mo yomanai. Rokku ni. Ôi sao anh biết hay vậy? Vì anh thấy mấy câu của em nói ở đằng sau toàn là thẻ phủ định. Thẻ phủ định toàn phải đi với những câu đấy. À, những cái phó từ đấy đúng không? Ngoài ra còn phó từ nào không anh? Ngoài ra em nhớ này, cứ có những cái phó từ này thì đuôi câu sẽ là ai nhá. Chittomo taishite hay là mettani. Ồ, cứ đuôi câu là thẻ phủ định nó hay đi với phó từ này đúng không? Nên đen nó keste. Ok, tiếp nha, đố tiếp nha. Kono hon o yonde kudasai. À, thế kudasai đúng không? Thể hiện cái nguyện vọng của người nói thì em có thể thêm những từ là dozo, douka hay là zehi. Kudasai. Được đấy nhỉ? Theo cặp nhỉ anh nhỉ? Theo cặp luôn. Kumotte kitara ashita wa ame daro. À, daro đúng không? Thể hiện sự phán đoán. Thì câu này chúng ta có thể thêm kitto. Em nhớ nhá, khi mà đuôi câu có daro hay là nichigai nai hay là hazu thì chúng ta có thể thêm kitto, hoặc là ngoài ra chúng ta có thể thêm từ tabun vào đấy. Được chưa nào? Diễn đạt sự phán đoán đúng không? Đúng rồi, sự phán đoán. Ok. Kare wa ie ni inai kamoshirenai. À, đuôi câu là kamoshirenai đúng không? Thì em có thể thêm từ đó là chotto suruto hoặc là moshikasuruto. Heya no denki ga kiete iru. Kare wa dekaketa yō da. À, yō da đúng không? Câu này sử dụng phán đoán từ một cái hoàn cảnh nào đó thì chúng em có thể dùng là doya là thế nào. Manus cho em thêm nhé. Marude có thể dùng trong câu so sánh. Chẳng hạn như là このパンは硬くてまるで石を噛んでるようだ。Thế nào? Vẫn là marude và yo đúng không? Hay là câu này. 彼女は可愛くてまるで人形のようだ。À, dễ thương như là một bê. Một cặp như vậy hay nhỉ anh nhỉ? Ok. 彼が来たら私は出かけたと伝えてください。Oh, ただ đúng không? Mà giả định thì em hãy sử dụng moshi hoặc là tadi ni. Được chưa nào? Nhớ nhá, đây là những cặp phó từ và đuôi câu thần thánh trong tiếng Nhật. Được chưa? Ok.